vô chơi không mà phải tốn 100 nghìn đô. Con này là con gì chú Tám? Con nó bị lên xuống mà được chớp. Được cái con này đá. Được hỏi lại cho mày nè. Con quay một vòng lại đó. Mà định quên ba con lắm. Ba con biết ngoài này đứng dặn. Cái này là chân lên lắm hồ rồi đó. Ngoài nhà còn hai hồ nhà đó không chú? Hai hồ nhà. Cái mà nó giữ nó mới được khỏi khỏi đèn nữa nè. Đấy rồi, nó thấy. Tổng cộng đây nhiêu con chú Tám? 30 con hả chú? 30 con lớn còn nhỏ kệ. Dạ. Cái số liệu mà 30 con cá mướn lông, mỗi một con từ 6 tấc tới 8 tấc là đủ mẹ ngoài không có luôn. Mình làm cái đại biểu mà nó xứng đáng.